Xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng con máy lọc khí VXG50. Lần này cho thợ tích cực dọn để phục vụ các bác nhé. Gần như bọn này lên sóng con nào thì là bán ngay con đấy. Cái nhu cầu mùa hanh khô này thì lọc khí rất là nhiều. Cái bụi mịn nó bay lơ lửng, phòng ốc nó khô cho nên là rất khó chịu. Các bác mua máy lọc khí về bù ẩm và lọc bụi mịn 2.5 PM khử mùi rất là tốt. Một con máy Nhật này thì tuổi thọ độ bền của nó khi lên đến vài chục năm chả vấn đề gì đâu ạ. Được bền luôn. Ở đây là một cái mẫu VXG50 cực đẹp. Mẫu này nhỏ gọn, đặt trong phòng ngủ rất là phù hợp. Đấy. Thiết kế sang trọng, phù hợp cho phòng khoảng 30m² trở lại các bác ơi. Đấy. Về hình thức con này thì quá đẹp rồi, không cần phải bàn nhiều đâu ạ. Hình thức xuất sắc đấy. Trắng đẹp đều, xung quanh máy kể phần lưng. Phần lưng các bác nhìn cũng rất là đẹp nhé. Em bán thì cả trên Zalo và trên ông Khanh chờ tôi chút tôi quay nốt cái này thôi. Em bán cả trên Zalo và trên kênh YouTube. Số điện thoại của em đây các bác nhé. Các bác cứ gõ số điện thoại này này là ra cái số điện thoại Zalo của em. Còn kênh YouTube của em là Giang Vũ Hoàng. Địa chỉ của tại em tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Các bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác ấn đăng ký kênh thì để cập nhật những cái clip mới nhất nhé. Hoặc là các bác nào xem clip thì các bác ấn like cho em xin một like để cho nó kênh có nhiều người biết hơn. Này, con này thì tổng thể khóa treo này. Đấy, rất dễ sử dụng thôi. 3 giây là khóa, 3 giây mở hẹn giờ. Dọn phòng nhanh, tức là nó tăng tốc quạt gió nhanh đấy, một cách rất là nhanh. Eco Navi này. Mắt cảm biến ánh sáng, buổi tối tự động tắt đèn. Tắt đèn mặt trước đấy. Điều chỉnh cửa vẫy này, cửa dâng này. Điều chỉnh tốc độ lọc nhanh chậm tự động này. 3 chế độ lọc khí và bù ẩm này. Bình thường các bác dùng các bác để trong chế độ này lọc không khí và bù ẩm tự động. Và bật eco là tự động hết nhá. Đèn eco này, báo phần trăm độ ẩm này. Con này màng zin đi cho máy còn rất là đẹp cho nên em vẫn để nguyên. Còn bác nào không thích màng zin thì cứ báo em sẽ thay màng mới và giá tiền vẫn như vậy. Đấy là tùy sở thích từng người. Màng than hoạt tính dày cộp này. Đấy. Nói chung là con máy này thì nó là vô đối trong cái tầm tiền rồi. Trong tầm tiền này mà với cái công suất phòng này thì chả có con nào mà vượt qua nó được đâu ạ. Có 2 triệu. Con này bán có 2 triệu 2 các bác nhé. Bác nào đã từng mua của em mới biết rồi đấy. Cách đây vài tháng thôi, con này có giá là 3 triệu nếu mà với gì viền đen này nhé. Đây là viền đen này, có giá 3 triệu rưỡi đấy ạ. Đấy, bây giờ 2 triệu 2. Nhập được giá tốt thì cứ bán ra tốt cho các bác cho nhanh cho hàng thôi. Chứ tả phải làm gì mà phải bán cao cả một lãi ít. Nhưng mà mình lại được cái là mình bán nhanh. Màng tàu ẩm thì vẫn còn rất là xốp rồi con này. Đấy. Nhiều cái màng tàu ẩm các bác nhìn nó không được sáng lắm. Nhưng mà thực ra nó không vấn đề gì đâu vì là nó ngâm nước mà. Nó chả liên quan vấn đề gì cả. Còn nó cái màng này thay rẻ không mà 150 một chiếc thôi. Đấy, cái màng HEPA mới thì thay 300, còn màng tạo ẩm đấy thì gần như chả bao phải thay. Con này em đấu điện 220V rồi, giá bán 2 triệu 2 bảo hành 1 năm. Chi phí vận chuyển bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.